trại chăn nuôi Kim Tiến xin kính chào quý khách hàng gần xa. Chúng tôi tự hào là trang trại chăn nuôi hữu cơ với tiêu chí sản phẩm sạch từ trang trại tới bàn ăn, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cộng đồng là trên hết. Trại chúng tôi là đơn vị tiên phong trong hướng đi riêng, ngon từ giống, sạch từ tâm. Các giống lợn của chúng tôi đang chăn nuôi, lợn rừng, lợn siêu nạc, lợn bản địa đều được nuôi kéo dài từ 8 tháng đến 1 năm. Sử dụng thức ăn như rau bèo, chuối, củ quả, bã đậu, bã bia, cám ủ men và uống nước chè xanh nên cho chất lượng thịt thơm ngon tuyệt hảo. Hiện nay, trang trại thực hiện chăn nuôi khép kín từ sản xuất giống đến nuôi thành phẩm và giết mổ với quy mô hàng trăm mẹ nái các loại và hàng ngàn lợn thịt. Chúng tôi có cửa hàng thực phẩm sạch Kim Tiến tại chợ Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Trang trại chăn nuôi Kim Tiến là doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong đi đầu theo hướng hữu cơ và đạt nhiều thành tích trong các kỳ hội chợ. Vinh dự, tự hào được Bộ trưởng Nông nghiệp tặng bằng khen, cúp và kỷ niệm chương của Hội Trung ương, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều năm liền. Kim Tiến mong muốn được phục vụ khách hàng tiêu dùng và hợp tác với bạn hàng khắp mọi miền đất nước với các mặt hàng thịt lợn sạch, lợn rừng, siêu nạc, lợn ních, rừng lai, gà rừng, bưởi da xanh, con giống với giá ổn định và ưu đãi nhất. Mọi thông tin xin gọi về 0967888988 hoặc 0909666266 hoặc trang trại tại Rú Lê, khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.